vừa xem qua một số hình ảnh mà của cái con robot này. À, đây là con Robuster trong phim Transformer luôn á. Cơ bắp cuồn cuộn nè, ngực rồi nở nang nè, chân nè, cơ nè ha. Bàn chân cũng rất là to. À, cái đùi của nó nè, các bạn xem cái đùi nha. Đùi ok ha. Rất là đẹp, bự, cân đối đẹp lắm. À, cái đùi của nó phải nói là chắc chắn là có đi tập gym đó. Rồi, ngực đây. Ngực các bạn thấy nở chưa? Nở be ha. À, sau lưng thì do là một kết cấu là một chiếc xe biến hình nên là cái vỏ, cái nắp bên trên á là được thu gọn theo kiểu này. À, hai bên thu gọn lại. Một số xe á, xe thông dụng á, thì gấp ở dưới gấp lên, gấp dưới lên. Số là 88, tay đua số 88, rồi số rất là đẹp. Số này là gọi là bát phát nè, 88, 8 là bát, 8 cũng là phát luôn, thì gọi là bát phát. Rồi. Tiếp đây là cái tay nè, rồi. Tay nó khớp theo dạng khớp cầu nha. Chỗ này là khớp cầu. Rồi chỗ này là khớp thường nè. Rồi. Cái bánh xe thì được đẩy lên phía trên, bánh xe đẩy lên phía trên. Quay rất là tốt. Đây là như là cái chỗ lọc khói gì nè thì được thu gọn ở đây rồi. Phần này được trang trí rất là đẹp. Các bạn xem cái khuôn mặt đó nè. À, khuôn mặt nè. Đó, trong phim là đeo cái kiếng á. Cũng khá là chi tiết. À, Suken đánh giá hình dạng con robot này phải nói là nhà sản xuất họ đầu tư cho nó rất là nhiều. Lý do là một chiếc xe đua. À, thì các bạn thấy là các cái kiểu mà động cơ bên trong nè, dây rồi này kia là hệ thống điện nè, rồi bô nè, rồi đủ thứ thì rất là chi tiết, rất là rõ hiện lên cơ thể của Robuster. Ở trong phim Transformer á, thì cái khẩu súng này là gắn ở phía trước của xe. Khẩu súng này nhìn có vẻ ngắn nhưng mà cũng mạnh lắm. À, trong phim nó là một trong những cái tay xe, tay robot là xung pha hữu đột. Gan tim á, phải nói là cũng gan tim khá là nhiều đó. Bây giờ thì Suken sẽ đi vào phần chính của cái con robot này. Đó là đánh giá xem cái độ khớp của nó như thế nào. Vì đây là con robot là Suken mua là dạng no box, không hộp, hàng đã qua sử dụng ha. Hoặc là cái nguồn gốc nó thì chỉ có chủ cũ của nó mới biết thôi. Khớp bàn chân nè. Ok ha, Suken đánh giá rất là ok đó. Đó, rồi hai chân luôn. Bây giờ Suken sẽ test cho đứng nè. Đây, ok ha. Rồi tiếp. Đó, rồi. À, thế này đi. Rồi, ok. Theo hướng là cuối cuối á. Đó, rồi. Rồi. Tại vì Suken kiểm tra thì thấy cái khớp này nè, nó rất là cứng ha. Rồi tiếp bây giờ cái số khớp mà khớp xoay nè, xoay cái đùi nè. À, ok. Thì trường hợp mà xoay đùi thì chúng ta để đứng thế này nè. À, người thẳng nhưng mà đứng cái chân nó xoay thẳng hàng như thế này. Đó, đứng thế này. Ok ha. Đây các bạn xem đứng thế này nè. À, đứng tạo thế. Ok. Cái thế này hơi cúi cúi. Rồi, bàn tay chỉnh xuống lại, đưa lên. Thẳng, chĩa thẳng mặt đối thủ luôn. Giờ bạn muốn gì? Đầu hàng chưa? Rồi, thôi được rồi. Hù chơi vậy thôi chứ không bắn được đâu. Rồi. À, thực ra thì Suken cảm giác như cái tay này nè, họ thiết kế làm sao nhìn nó có vẻ hơi nữ tính chút xíu, hoặc là nó hơi yếu xíu bạn ơi. À, tay thẳng không như đẻ thẳng thế này. Cũng được, đẻ thẳng thế này có vẻ ngầu hơn nè, chứ cong cong lên này thì nó hơi mềm mại quá, thẳng ra bạn. Ok, thẳng thế này luôn. Rồi. Như vậy đó, thì cái tướng này nó vẫn đứng nó ok hơn. Suken sẽ tiếp tục là test các cái khớp của cái con robot Robuster này. Robot này là Suken mua theo dạng là no box, là không có hộp, chỉ có thế này thôi, không sách hướng dẫn luôn. Thành ra là khi mà biến hình là Suken buộc phải lên trên YouTube, trên mạng đọc cái hướng dẫn của nó. Tiếp là chúng ta sẽ qua cái gối nè. À, đó. Khi các bạn test gối á, mà cái khớp gối mà nó để thế này được nè. Còn một số con là có gì các bạn để thế này là tự động nó thẳng đứng, nó lắc lư nó đưa hướng thẳng xuống không à. Để này thì tự động nó hơi chạy ra trả lại chỗ cũ. Nó không có được đặt cái vị trí nào là yên vị trí đó. Thì cái khớp là khớp ok.
khớp đùi. Khớp đùi thường là người ta phải làm, buộc là phải làm khớp cầu đó để tạo hướng nè. Đó, các bạn đưa lên nó không bị thả xuống là khớp ok. Bên này cũng vậy, xoay ra sau lưng cũng vậy đó ha. Bên này để xem khớp bên này sao nè, ok ha, nó cũng rất là còn tốt lắm á. Rồi vậy là xong cái khớp khớp chân. Tiếp theo là bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái phần phía trên là khớp tay, khớp cổ xem như thế nào. Này, tay cầm đầu súng nè. Rồi, bây giờ xem cổ tay nha. Đó, cổ nè, bẻ gãy luôn. Giống như là chúng ta bẻ nè, bẻ vô như nè. Rồi, đây em. Ok ha. Còn được lắm. Ừ. Rồi, bây giờ tiếp là chúng ta sẽ test cái khớp khuỷu tay nè. Ha, bẻ nó nằm yên vị trí nó là được. Ha. Thậm chí bẻ gãy luôn, không có tay ai mà được vậy hết á. Tay này là tay bị chẹo rồi, bị chẹo tay rồi, robot bị chẹo tay rồi. Nhưng mà do cái kết cấu là nó gập ngược lại, khi nó biến hình nó gập ngược lại hay là cái khớp này nó như vậy. Suken đánh giá là cái kết cấu khớp này rất là tốt. Rồi, bây giờ cái bả vai này, cái khớp này cho bả vai nè. Đó, đưa ra đưa vô nó không có bị trôi trở lại nè. Bạn đặt vị trí nào là để vị trí đó là ok nè. Đó, đưa lên đưa trời nè. Đó, xoay nè ha. 180 độ luôn. Đó, còn hơn 180 độ nữa. Cái này 360 độ luôn bạn nha. Cánh tay này xoay được 360 độ khớp cầu. Tương tự bên này cũng vậy luôn. Đó, 360 độ khớp ok, để vị trí nào cũng vẫn được hết. Bây giờ tiếp theo là chúng ta sẽ đi tới cái khớp cổ xem. Hay, thường thì một con robot nào cũng vậy thôi, cái khớp cổ là ít vận động, ít biến hình, thành ra làm nó cũng chẳng không ảnh hưởng gì nhiều. Ở đây nó cũng có một cái khớp nữa là cái phần này là cái phần phía sau của xe á, giống như là cái dè, cái mui xe á ha. À, đây đó. À, ok, cái dạng này cũng nhẹ nhàng thôi, nó cũng dạng như biến hình nhẹ nhàng nên là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Rồi xong, như vậy là sơ sơ là bây giờ xem cái khớp này. Sơ sơ là Suken đã kiểm tra cái khớp, nó cảm thấy ok rồi. Cái chỗ khớp này, các bạn ý nè, cái khớp bên trong đây nè, túc bên trong đây nè ha. À, sát bên trong đây á, là cái khớp này là cái khớp cũng khá là quan trọng. Nếu như mà nó không vững á, thì khi các bạn biến hình hoặc là khi các bạn để ở dạng robot thế này thì nó sẽ bị ôm sát vô, là nó cũng lỏng lẻ, cái này không tốt. Để xem, đưa thẳng lên coi, đó, nó phải thế này nè ha. Thì cái hình dạng robot nó mới đẹp. Thực ra thì các bạn biết sao, chỗ khớp này á, khả năng nó lâu dài nó sẽ bị yếu. Lý do là nguyên cái bộ phận cái mui xe này nè, cái vỏ xe này nó rất là nặng, nó nặng phải gần bằng cái con robot này. Thành ra chỗ khớp này nếu mà nó yếu á, thì nó sẽ bị dính này nè. Đó, như thế này là cảm giác nó cũng đã hơi rồi đó. Bây giờ nhìn tổng quan thì các bạn thấy thế nào? Suken cảm nhận được là cái chỗ này hơi bị chày, do là cái phần này nó nhô lên hơi bị chóc một miếng sơn đây, nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Thì cảm giác như là chúng ta đang xem nó là cảnh nó chiến đấu, thì khi đánh nhau thì va chạm thôi, nó bị chóc miếng sơn là bình thường, hoặc là chạy tốc độ cao quá, quẹt xe này quẹt xe kia thì nó bị chạy miếng sơn bình thường. Về độ bóng thì Suken thấy là bóng nước sơn ở tay, ở ngực, ở chân thì vẫn đảm bảo, nhìn vào vẫn còn phản xạ ánh sáng rất là tốt, chưa có bị chày xước. Cái nắp xe trên này nè, nó dễ bị chày lắm nè, nó mất cái độ bóng đi thì khi chúng ta chơi thì cũng cảm thấy là nó cũng cũ quá, cũng không được đẹp lắm. Như thế này là quá tuyệt vời rồi. Thì khi các bạn mà chơi Transformer, các bạn cố gắng làm sao giữ nước sơn cho bóng đi. À, hoặc là các bạn có thể là tái là các bạn sơn lại theo cái dạng màu mà Battle Ram á. Thường thì Suken thấy một số bạn mua đồ chơi về và chúng ta mấy bạn đó sơn lại, tạo ra một cái hình dạng, một cái màu cho nó thật là giống như trong phim. Đây thì họ cũng có những cái bản mà là giống như phim, mà có những cái bản thì họ chỉ ra hình dạng của robot như thế này thôi. Suken vừa mới review xong một số cái điểm ở trong một cái con robot. Ở đây là robot Rose Buster. Về nước sơn, về khớp, về hình dạng, về biến hình, về đứng, tạo thế, phải nói là vẫn rất là ok. Con này Suken mua với cái giá là có 350 thôi. Hàng no box. Giá mới của nó hơi khá là cao đó nha. Giá mới của nó phải lên tới ở trên Amazon nó bán hơn 1 triệu á, còn một số trang khác thì họ bán tầm 700-800 ngàn gì đó, tùy nơi à, rồi chưa kể là ship về tới Việt Nam như thế nào. Một số cửa hàng Việt Nam cũng đã bán rồi, tầm
700 gì đó, thậm chí các bạn lên Shopee cũng có nữa. Vừa rồi là một số hình ảnh về con Roadster dạng nuôi bóc. Thì Suken rất là mong cái qua cái clip này các bạn có thể là có một cái để các bạn đánh giá và các bạn tham khảo trước khi mà các bạn mua bất kỳ một con robot Transformer dạng nuôi bóc nào ha, đã qua sử dụng. Nhưng mà thế này nè, Suken muốn nhấn mạnh thêm cái nữa nè, hàng second hand thì các bạn phải chịu rủi ro. Vậy thôi, tiền nào của đó các bạn nha. Vậy vậy các bạn trước khi mua dòng robot hoặc là second hand thì các bạn phải cân nhắc trước khi mua. Suken cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tạm biệt các bạn.